Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defend, trong bản tin nhanh tối nay ngày 15 tháng 8, chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin nóng liên quan tới tình hình Afghanistan. Trước sức ép của lực lượng Taliban đang bao vây thủ đô Kabul, chính quyền Afghanistan đã tuyên bố sẽ chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Theo tờ Người Bảo vệ của Anh, đoàn đàm phán của Taliban đã đi đến dinh Tổng thống Afghanistan để chuẩn bị cho một cuộc chuyển giao quyền lực sau khi lực lượng này tiến vào ngoại ô thủ đô Kabul. Quyền Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan cho biết, quyền lực sẽ được chuyển giao cho một chính quyền chuyển tiếp, trong khi đó, lực lượng an ninh sẽ giữ nguyên vị trí để đảm bảo an ninh cho thủ đô. Theo tờ Al Arabiya, chính phủ này sẽ do Taliban lãnh đạo. Có thể nói, mọi việc diễn biến quá nhanh, hầu như quân đội Afghanistan đã tự tan hàng, bỏ mặc cho Taliban đánh chiếm các trọng điểm một cách dễ dàng. Ngày 14 tháng 8, Taliban đã chiếm được thành phố Mazar-i-Sharif, giành quyền kiểm soát toàn bộ miền Bắc Afghanistan và chỉ còn cách thủ đô Kabul 11 cây số. Sự thất thủ của Mazar-i-Sharif, thành phố lớn thứ tư của Afghanistan, đã khiến cho chính phủ ở Kabul chỉ còn kiểm soát hai thành phố lớn và lâm vào tình thế nguy ngập. Azhar Hadid, người đứng đầu hội đồng tỉnh 3, nói với hãng tin Reuters rằng lực lượng an ninh bảo vệ Mazar-i-Sharif đang chạy trốn về phía biên giới. Ông nói Taliban đã nắm quyền kiểm soát Mazar-i-Sharif. Tất cả lực lượng an ninh đã rời khỏi thành phố. Abbas Ebrahim Zada, một nhà lập pháp của tỉnh 3, nơi có thành phố Mazar-i-Sharif, nói với hãng tin AP rằng quân chính phủ đã đầu hàng trước, khiến cho các lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ mất tinh thần và bỏ cuộc khi đối mặt với các cuộc tấn công dữ dội của Taliban vào sáng ngày 14 tháng 8. Trong mấy ngày gần đây, Taliban đã giành được nhiều chiến thắng quan trọng, trong đó có việc chiếm được Herat và Kandahar, các thành phố lớn thứ hai và thứ ba của Afghanistan. Hiện thời, Taliban đã giành quyền kiểm soát 22 trong số 34 tỉnh của Afghanistan kể từ khi phát động cuộc tổng tấn công vào ngày 6 tháng 8. Cũng trong hôm 14 tháng 8, Taliban đã chiếm được toàn bộ tỉnh Logar, ngay sát phía nam Kabul. Hoda Ahmadi, một nhà lập pháp của tỉnh Logar cho biết, Taliban đã tiến đến quận Chah Asiad, chỉ cách thủ đô Kabul có 11 km về phía nam. Sáng ngày 15 tháng 8, Taliban đã đánh chiếm thành phố Jalalabad, thủ phủ của tỉnh Nangarhar, miền đông nước này. Có tin nói, quân chính phủ đã từ bỏ thành phố Jalalabad mà không hề có sự kháng cự nào. Các bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy, các tay súng Taliban đang ngồi trong văn phòng thống đốc ở Jalalabad. Thành phố Jalalabad, một trung tâm thương mại quốc tế của Afghanistan, có dân số xấp xỉ 356.000 người và cách biên giới Pakistan khoảng 65 km. Thủ đô Kabul hiện là thành phố lớn duy nhất ở Afghanistan, vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của quân chính phủ. Việc Taliban đánh chiếm Jalalabad đã cắt đứt Kabul với các khu vực còn lại ở phía đông. Đối mặt với nguy cơ thủ đô Kabul bị thất thủ, Tổng thống Biden ngày 14 tháng 8 đã thông báo sẽ triển khai 5.000 binh sĩ tới Afghanistan để hỗ trợ các công tác sơ tán. Đồng thời, ông Biden cũng cảnh báo Washington sẽ có phản ứng quân sự mạnh mẽ và ngay lập tức trước bất kỳ hành động nào của Taliban gây nguy hiểm cho công dân Mỹ. Trước đó, hôm 12 tháng 8, Lầu Năm Góc đã thông báo sẽ cử 3.000 binh sĩ đến hỗ trợ sơ tán các nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ ở Kabul và những người Afghanistan đã làm việc cho họ trong cuộc chiến kéo dài 20 năm. Hai hôm sau, con số này tăng lên 5.000 quân, chứng tỏ tình hình Afghanistan hết sức nguy cấp, phải đẩy nhanh các kế hoạch sơ tán công dân. Đặc biệt, trong bản tin lúc 10 giờ sáng nay ngày 15 tháng 8, hãng tin AP cho hay trực thăng vận tải CH-47 đã hạ cánh trên nóc Đại sứ quán Mỹ để sơ tán công dân khỏi Kabul. Sứ mệnh kéo dài gần 20 năm của nước Mỹ tại Afghanistan tiêu tốn hơn 2.000 tỷ đô cùng hàng ngàn binh sĩ thiệt mạng coi như đã thất bại hoàn toàn. Thế nhưng, theo một số nhà phân tích, sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan cũng có thể gây ra rắc rối cho các kẻ thù của nước Mỹ. Có một thực tế là, sau khi một chế độ đồng minh với Mỹ bị thay thế bởi một chế độ thù địch, thì xung đột nghiêm trọng thường xảy ra giữa các đối thủ của Hoa Kỳ. Nếu việc Mỹ rút khỏi Afghanistan dẫn tới sự sụp đổ của chính phủ Kabul và sự trở lại của Taliban, thì xu hướng này có thể sẽ tiếp tục. Trong quá khứ, sự sụp đổ của các chính phủ đồng minh với Mỹ thường kéo theo xung đột giữa các đối thủ của Hoa Kỳ. Câu hỏi đặt ra là, liệu điều này có tái diễn hay không ở Afghanistan? Ngay từ trước khi Kabul suy sụp, Nga, Trung Quốc, Iran đã tỏ ra lo lắng về ảnh hưởng tiêu cực của việc phong trào Hồi giáo này trở lại nắm quyền. Trung Quốc không muốn Taliban ủng hộ những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ đang đòi ly khai ở Tân Cương. Nga không muốn Taliban làm suy yếu các đồng minh của Moscow ở Trung Á. Và Iran cũng không muốn phong trào Hồi giáo này ủng hộ phe Sunni phản đối chế độ giáo sĩ Shia ở Tehran. Cuối cùng, mặc dù Pakistan từ lâu đã ủng hộ Taliban, một chế độ Taliban được phục hồi có khả năng gây ra nhiều vấn đề cho Islamabad. Có tin nói, Taliban đã bắt đầu các cuộc đàm phán với Ấn Độ, đối thủ không đội trời chung của Pakistan.
Có vẻ như các đối thủ của Mỹ sẽ quay ra chống đối lẫn nhau ở Afghanistan một khi chính phủ Kabul sụp đổ và Taliban trở lại nắm quyền. Việc các lực lượng Mỹ kết thúc các hoạt động chiến đấu ở Iraq có thể dẫn đến xung đột gia tăng giữa tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo và chính quyền Baghdad, cũng như xung đột giữa lực lượng dân quân Shia ở Iraq và Iran. Nói cách khác, việc Lầu Năm Góc rút quân chính là cơ hội để cho các đối thủ của Mỹ quay lưng với nhau. Đôi khi, những kẻ thù của Mỹ quay lưng lại với nhau sẽ làm tăng khả năng Washington hợp tác với một kẻ thù cũ chống lại một kẻ thù chung đáng gờm hơn. Dù sao đi chăng nữa, Mỹ cũng nên tránh cung cách can thiệp có thể vô tình mang lại lợi ích cho đối thủ. Ví dụ, sự can thiệp của Mỹ chống lại tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo ở Iraq cuối cùng lại mang lại lợi ích cho Iran. Nói chung, việc chính quyền Kabul tuyên bố chuyển giao quyền lực đã đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của Mỹ trong nỗ lực nhằm xây dựng một chính phủ có năng lực và có sức hút hơn Taliban. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.